Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay có món quà của chị Linh bên nước Úc, dù ở nơi rất xa nhưng dặn gửi cái món quà, cái chút tình cảm yêu thương về cho hoàn cảnh của cụ bà sống ở Quan Mã. Khi mà sức yếu tuổi già, nay được chị Linh ở bên nước Úc hỗ trợ cái số tiền 1 triệu cho bà, rất là ấm áp tình yêu thương. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình của chị Linh sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Trong cái mùa dịch bệnh rất là khó khăn mà được chị Linh ở bên nước Úc trợ duyên và giúp đỡ cho bà cái số tiền 1 triệu, rất là ấm lòng. Thưa chị ạ, chị biết nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho gia đình của chị nhiều bình an, nhiều sức khỏe để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này nhiều hơn nữa. Bà ơi, bà nhận được cái số tiền 1 triệu của chị Linh bên nước Úc, bà vui không bà? Bà nhận được của Úc đó. Của chị Linh bên nước Úc bà vui không? Vậy của chị Linh bên nước Úc đó, bà vui lắm, bà mừng lắm. Bà cũng cầu chúc cho gia đình của chị Linh đó, được khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe. Chứ giờ nói là không được nhiều, nói hầu luôn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi hướng công đức lành, cảm ơn chị Linh bên nước Úc rất là nhiều, trao tặng cho bà cái số tiền 1 triệu. Đó, bà sống trong một cái ngôi nhà nho nhỏ rất là đáng thương, thương cho hoàn cảnh của bà lắm. Ngoài trước nhà của bà là một cái mã nữa. Bà có tiền 1 triệu bà mua gạo bà ăn nha bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại từ đại bi tác đại chứng minh. Con chào bà, con chúc bà sống vui sống khỏe nha. À, con chúc cháu con được vui vẻ vui khỏe. Dạ. Giàu giàu rất khỏe. Bây giờ bà già nói con không được nhiều, nói tầm bậy á. Dạ. Yeah.